Cả nước vẫn còn 32 huyện có trên 30% hộ nghèo, chuẩn nghèo thu nhập chỉ bằng 70% chuẩn mức sống tối thiểu tại thời điểm năm 2015, thì nay chỉ còn bằng khoảng 45%. Theo báo cáo của Chính phủ, tổng nguồn lực bố trí để thực hiện chương trình trong giai đoạn 2016-2020 là hơn 93.607 tỷ đồng, trong đó có gần 24% vốn xã hội hóa, gần 20% vốn ủng hộ cho các hoạt động an sinh xã hội do Quỹ vì người nghèo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đánh giá các kết quả giảm nghèo giai đoạn qua là ấn tượng, vượt mục tiêu nghị quyết đề ra với tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn dưới 5%. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 9,88% năm 2015 xuống còn 3,75% năm 2019 và ước năm 2020 còn khoảng 2,75%. Mặc dù đạt được nhiều kết quả ấn tượng, Chính phủ thừa nhận rằng tình trạng chênh lệch giàu nghèo, điều kiện tiếp cận các dịch vụ cơ bản, tiếp cận thị trường, Việt Nam giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp, nhất là khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. Điều đáng nói là chuẩn nghèo thu nhập chỉ bằng 70% chuẩn mức sống tối thiểu tại thời điểm năm 2015, thì nay chỉ còn bằng khoảng 45% chuẩn mức sống tối thiểu. Tới đây, Chính phủ sẽ ban hành nghị định quy định về chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021-2025, thay thế chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.